Hà Trinh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục ẩm thực cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, đối với các món ăn chay thì chúng ta thấy là có hai loại nguyên liệu chính thường hay xuất hiện trong các món ăn chay, đó chính là đậu hũ và nấm. Và trong chuyên mục ẩm thực cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với đậu hũ và nấm, nhưng lại trong một món ăn có thể để lâu được và ăn kèm với bánh mì thì rất là ngon. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại đầu bếp Võ Quốc để cùng thực hiện món ăn này nhé. Chào anh Võ Quốc. Chào Hà Trinh. Hôm nay Quốc sẽ giới thiệu đến Hà Trinh cũng như là mọi người một cái món là pate chay. Nguyên liệu để thực hiện món này mình gồm có đậu hũ nè, nấm rơm, một ổ bánh mì nhưng mình chỉ lấy ruột, bơ đậu phộng, sữa tươi, bơ rô, lá thêm, hạt nêm chay. Bây giờ Hà Trinh lấy một cái tô đi. Và em dùng một cái muỗng lớn, em tán nhuyễn hết đậu hũ đó ra. Dạ. Và lưu ý là đậu hũ chúng ta nên tán thật là nhuyễn. Để cái món này béo hơn, ngon hơn á, thì chúng ta phải có thêm cái sữa tươi và mình có thêm dầu. Dạ. Bánh mì mình ngâm với lại sữa tươi cho nó nở ra. Tại sao mình chỉ lấy ruột thôi mà mình không dùng cái phần vỏ anh ha? Cái phần vỏ thì khi nướng nó bị cháy á, nên là chúng ta chỉ nên lấy phần ruột trong bánh mì thôi. Nên cho sữa tươi vào, ngâm ruột bánh mì. Và trong món pate này để tạo được ra được cái mùi pate, cái mùi hương thì chúng ta có cái lá thêm này. Đây là cái gia vị đặc biệt ở trong cái món pate chay của chúng ta. Có khó để tìm cái lá thêm này ở ngoài thị trường không anh? Cái lá thêm chúng ta có thể mua một số cái shop bán đồ gia vị Tây. Để xem anh sẽ làm gì với nấm rơm ạ? Nấm rơm ta băm thật nhuyễn. Nấm rơm có tác dụng như thế nào trong việc dậy lên mùi của pate ha? Cái nấm rơm nó có cái màu nâu nâu đen đen á, nó làm ra được cái màu pate. Dạ. Và khi ăn á, nấm rơm nó cũng là có chất đạm, nên khi chúng ta nấu cùng với bơ đậu phộng á thì nó sẽ ra được cái mùi thịt ở trong pate. Anh ơi, với khoảng chừng 2 miếng đậu hũ thì mình sẽ dùng bao nhiêu gram nấm rơm ạ? 2 miếng đậu hũ chúng ta dùng khoảng 150 gram nấm rơm. Mình cũng sẽ băm nhuyễn như vậy. Đúng rồi. Chúng ta không nên dùng nấm rơm nhiều quá thì cái pate chúng ta nó không có dính lại với nhau, không chặt lại với nhau. Như lúc nãy anh có ngâm cái ruột bánh mì á, đó là do ruột bánh mì chúng ta làm được từ bột mì. Dạ. À, nên là khi xào lấy nấm và tàu hũ thời chung á, khi hấp lên ta sẽ quết lại với nhau. Nấm rơm á là mình nên chịu khó một tí, mình bầm hơi lâu một tí, nhưng mà cũng không nên cho vào máy xay sinh tố mà xay. Tự nấm rơm á là mình nước, mình cho vào máy xay sinh tố xay á thì nó sẽ tan và thành nước hết. Dạ. Độ nhuyễn như thế này là được chưa ạ? Được. Rồi. Tiếp theo ta sẽ bắt đầu ướp tàu hũ và nấm rơm. Vì ăn chay á, nên chúng ta sẽ xài bơ rô hoặc là mình có thể mình dùng kiệu. Cái vị bơ rô thì có tác dụng gì trong việc làm dậy lên cái mùi pate của món ăn không anh? Nó làm thơm cái món ăn ta, để mình ướp vào hoặc khi mình phi dầu á. Dạ. Cái pate nó sẽ thơm hơn nhiều. Ta cho khoảng 2 thìa hạt nêm. Rồi, em trộn lên mà. 2 thìa hạt nêm và 1 thìa bơ rô băm ra đúng không anh? Bảo đảm ta sẽ xào hết tất cả các hỗn hợp này lại với nhau. Và các bạn lưu ý là khi mình xào nấm rơm thì chúng ta đẩy lửa thật là lớn để cho nấm rơm không kịp là ra cái nước, để cái pate nó khô hơn và khi mình hấp nó chắc cái pate của mình hơn. Dạ. Còn cái phần ruột bánh mì này thì mình sẽ bỏ vào thao tác nào anh? Mình cũng xào tất cả mọi thứ xong mình cho ruột bánh mì vào, mình dắt ráo ruột bánh mì. Có lẽ chúng ta phải kết hợp thêm một số các loại nguyên liệu, đặc biệt là sự có mặt của bơ đậu phộng và lá thêm. Anh ơi, đậu hũ màu trắng khi mà đem về như vậy mình có phải ngâm nước trước không anh? Đậu hũ mình nên luộc sơ qua nước sôi. Tại sao vậy anh? Thì khi đậu hũ để ngoài chợ đó thì bụi đồ bám vào. Và đậu hũ trắng thì cái mình nước á, nên nó dễ hút những cái bụi bẩn á, chất bẩn vào. Dạ. Tới bên trong. Vậy cái khi chúng ta luộc á thì những cái nước bẩn và chất bẩn á nó mới ra. Bây giờ chúng ta cho hết cái phần ruột bánh mì. Dạ. Nãy vào. Tiếp tục xào luôn ha. Tiếp tục xào. Công đoạn này mất bao nhiêu thời gian để làm cho các hỗn hợp này đặt lại với nhau anh ha? Ít nhất phải nửa tiếng thì mình mới làm xong cái công đoạn này. Bơ đậu phộng thì chúng ta cho
khoảng 4 thìa súp. Bây giờ thì em biết là cái màu nâu của nó đã trông khá là giống pate là nhờ bơ đậu phộng đúng không? Và nó có cái vị béo là cũng từ bơ đậu phộng luôn. Có một số người làm món pate chay này thì họ không sử dụng bơ đậu phộng, thì họ phải nêm đường. Cái lá thêm mình cho khoảng 1 thìa cà phê. Cái loại này là mình sẽ nêm thêm hạt nêm vào. 2 thìa hạt nêm. 2 thìa hạt nêm. Cái hỗn hợp ta đã dẻo và quánh lại với nhau á, ta tắt bếp. Tất cả từ món pate mặn cho đến pate chay thì cái phương pháp sau cùng để món pate ngon chúng ta phải hấp cách thủy. Dạ. Khoảng từ 10 đến 15 phút. Đem trên một cái chén. À, cái món này khi chúng ta hấp xong á, thì chúng ta vẫn phải cho vào tủ lạnh để khoảng nửa tiếng trở lên để pate dẻ lại chúng ta mới bắt đầu được ăn. Hấp khoảng bao nhiêu phút thì được anh? Mình hấp từ 10 đến 15 phút tại vì tất cả các nguyên vật liệu đã chín rồi, mình đã xào chín rồi. Anh Quốc ơi, em thấy là cái mùi nó thơm lắm rồi đó, mà đợi đến khi nó chín thì chắc là em đói meo á. Không, đã cũng được 10 phút rồi, bây giờ đã chín rồi đó. À, thơm quá, nhưng mà mình đâu có được ăn ngay đâu đúng không? Đúng rồi, cái giờ cái phần này á thì anh sẽ cho tủ lạnh để ngày mai em có thể ăn sáng. Và anh đã chuẩn bị sẵn một phần trong tủ lạnh rồi. À? Đây. Khoan hô, vậy là chúng ta đã có ngay một phần pate rất là thơm ngon. Nhưng mà không phải là pate mặn đâu nha, pate chay. Bây giờ em lấy em quết kẹp với lại bánh mì em ăn thử thôi. Để em thử nha. Món này mà ăn kèm với bánh mì một buổi sáng thì hết ý. Một ít pate thơm, mịn, rét lên ổ bánh mì, ăn kèm một vài lát cà chua, salad thì hết ý. Rồi. Rồi, cho một ít salad lên nữa rồi em kẹp lại. Dạ. Món này không những là ăn một ngày mà chúng ta còn có thể bỏ vào tủ lạnh để ăn nhiều ngày nữa chứ. Như quý vị thấy rất là hấp dẫn đúng không nào? Bây giờ Hà Trinh sẽ thưởng thức thử mùi vị của món pate này nhé. Anh Quốc ơi, tuy là cái màu sắc của nó và cái mùi thơm khá là giống với pate mặn, nhưng mà mùi vị của nó thì có phần béo hơn, chặt đúng hơn rồi. Và có một vị ngọt thanh tự nhiên nữa, thêm một ít vị mặn mặn của bột nêm. Và em nghĩ là nó rất là thích hợp để ăn với bánh mì vào mỗi buổi sáng. Đúng rồi, và trong tư tưởng ta, người ta không nghĩ đây là món chay và ăn rất là ngon miệng. Và như chúng ta đã thấy thì chỉ với một vài thao tác thì chúng ta đã có thể làm ra một món ăn và thay đổi cái thói quen ăn những món ăn béo, nhiều mỡ trong gia đình bằng những món ăn làm bằng những nguyên liệu như là nấm và đậu hũ, rất là tốt cho sức khỏe và lại rất là thanh đạm nữa chứ. Còn bây giờ thì Hà Trinh và đầu bếp Võ Quốc xin gửi lời chào đến quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình ẩm thực tiếp theo. Chúng ta hãy tiếp tục chương trình bằng chuyên mục kỹ năng cuộc sống nhé.